Tin giá vàng mới nhất hôm nay, giá vàng thế giới trên sàn Kitco được niêm yết ở mức 1.5855 USD trên ounce chiều mua vào và 1.5860 USD trên ounce chiều bán ra. Giá vàng thế giới giao ngay giảm 0.13% xuống 1.5820 USD trên ounce theo Kitco, vàng giao tháng 4 giảm 0.28% xuống 1.5810 USD, khi nhận vào lúc 6 giờ 55 phút giờ Việt Nam ngày 2 tháng 3. Giá vàng bất ngờ giảm nhẹ giữa nhiều biến động. Ảnh, Internet trước đó, giá vàng bất ngờ khi bán tháo lấn chủ chứng khoán lao dốc. Giá vàng trong nước, tin tức giá vàng mới nhất đã tăng mạnh mẽ khi leo lên 49,3 triệu đồng trên lượng, thậm chí một số doanh nghiệp đẩy giá vàng SJC lên tới 49,7 triệu đồng trên lượng chiều bán ra, mức cao nhất trong lịch sử. Nếu tính cả chênh lệch giá mua bán vàng, người dân mua vàng tại SJC từ đầu tuần đến nay đã chịu khoảng lỗ 4,2 triệu đồng trên lượng. Giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 46,6 triệu đồng trên lượng mua vào và 45,30 triệu đồng trên lượng bán ra. Giá vàng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 45,85 triệu đồng trên lượng mua vào và 46,52 triệu đồng trên lượng bán ra tại Hà Nội. Giá vàng miếng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 46,5 triệu đồng trên lượng. Let's Block Us. Bye.